lại có thêm một trường hợp đau lòng thiệt mạng vì đốt củi sưởi ấm trong mùa đông. Tại một ngôi nhà trong xóm Khâu Dề, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng đã xảy ra cháy nhà, khiến cụ Giàng Thị Sải, sinh năm 1936, tử vong. Trước đó, cụ Sải bị liệt đã nhiều năm. Thời gian này do trời rét buốt nên người thân của cụ Sải nhóm bếp củi đun trong nhà sưởi ấm cho cụ trước khi đi làm nương. Không may hỏa hoạn xảy ra khiến nạn nhân tử vong ngọn lửa còn thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình. Ngay khi phát hiện vụ cháy xảy ra, bà con hàng xóm cùng nhau dập tắt ngọn lửa không để cháy lan sang căn nhà bên cạnh. Cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ gia đình 68,3 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, hỗ trợ gia đình mai táng cho cụ Sải và dựng một căn nhà mới để ổn định cuộc sống.